Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực, xuất khẩu của Việt Nam vào các thị trường trong khối đã ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt. Điều này cho thấy Việt Nam bước đầu tận dụng hiệu quả các cam kết từ Hiệp định này để thúc đẩy xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ lưu tâm đến những vấn đề ngắn hạn trong CPTPP mà chưa tận dụng hết các cơ hội. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, nhìn lại hơn một năm có hiệu lực, Hiệp định CPTPP đã và đang mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị trường đầy tiềm năng của các nước đối tác. Ngay trong năm 2019, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước CPTPP đạt 77,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,9%. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang các nước CPTPP đạt 39,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,2% so với năm 2018. Với các mặt hàng tập trung chủ yếu là điện thoại các loại và linh kiện, máy móc, thiết bị, thủy sản và dệt may. Như vậy, năm 2019, Việt Nam đã xuất siêu sang các nước CPTPP 1,6 tỷ đô la Mỹ. Và đáng chú ý, một số thị trường mà trước đây Việt Nam chưa có quan hệ FTA như Canada và Mexico đã ghi nhận mức tăng mạnh ngay sau khi CPTPP có hiệu lực. Cụ thể, xuất khẩu sang Canada tăng xấp xỉ 30%, sang Mexico tăng 27,6%. Có thể nói sau hơn một năm CPTPP có hiệu lực, tác động của CPTPP trước hết là về thể chế, đã giúp Việt Nam thúc đẩy cải cách phù hợp yêu cầu của nền kinh tế thương mại toàn cầu và đảm bảo định hướng phát triển bền vững. Về phía cộng đồng doanh nghiệp, thời gian qua đã có nhiều cố gắng và nỗ lực để tiếp cận thị trường. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, biến động khó lường, nhu cầu của thị trường thế giới sụt giảm, nhưng Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 7-8%. Điều này thể hiện các doanh nghiệp có sự chuẩn bị khá tốt, đã tận dụng CPTPP để mở ra những thị trường mới. Đây được coi là những thành công bước đầu của Việt Nam khi đã tận dụng được những cơ hội mà hiệp định này mang lại. Là hội nhập là của chúng ta đã đi vào một cái khung ngoặt mới mà có thể gắn với cái tính thực chất và rất sâu rộng. Và rõ ràng với cái hiệp định CPTPP mà chúng ta bắt đầu thực hiện từ năm ngoái 2019 và chúng ta đang được hưởng lợi với cái hiệp định CPTPP thì sẽ là những nền tảng rất cơ bản để giúp cho chúng ta đảm bảo cái năng lực cạnh tranh và hiệu quả trong hội nhập và phát triển của chúng ta. Và vì vậy, phòng vệ thương mại cũng như là những cái cơ chế hợp tác song phương để chúng ta thực thi tốt các cái cơ chế đa phương này và để đảm bảo là đối phó và ứng phó được với lại chủ nghĩa bảo hộ cũng như là chủ nghĩa cực đoan ở tại một số nơi trên thế giới là yếu tố rất cần thiết. Và vì vậy, năm 2020 khi mà chúng ta đang đảm nhiệm chức vụ chủ tịch ASEAN cũng như là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Quốc là cơ hội nhưng đồng thời cũng là những yêu cầu về nhiệm vụ rất cụ thể để chúng ta phải làm tốt những cái nhiệm vụ trong cái hội nhập này. Tuy Việt Nam bước đầu tận dụng được hiệu quả các cam kết trong CPTPP để thúc đẩy xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, song hiện nay còn nhiều doanh nghiệp, kể cả các cơ quan liên quan và địa phương chưa quan tâm đúng mức, chưa tận dụng được cơ hội đang có từ CPTPP. Hiện, chỉ khoảng 40% số tỉnh, thành phố có hoạt động xuất nhập khẩu với các nước CPTPP. Số lượng doanh nghiệp quan tâm đến việc xuất khẩu sang các nước CPTPP vẫn còn khiêm tốn. Trong số các mặt hàng xuất khẩu có mức tăng trưởng cao sang các nước CPTPP chưa có quan hệ FTA như là Canada, Mexico, thiếu vắng một số mặt hàng chủ chốt như dệt may, nông sản, thủy sản. Khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cũng cho thấy có khoảng 86% doanh nghiệp đã biết hoặc tìm hiểu về CPTPP. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 1,86% doanh nghiệp tìm hiểu tương đối kỹ về hiệp định là con số rất khiêm tốn, ảnh hưởng đến việc tận dụng cơ hội từ CPTPP của các doanh nghiệp. CPTPP được mở ra không gian thị trường cho cái sự bứt phá của các cái doanh nghiệp Việt Nam. Tôi muốn góp ý là cộng đồng doanh nghiệp phải đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, hợp tác chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp với VCCI. Bởi vì chúng ta đang trong một bối cảnh mà nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi. Các dòng chảy thương mại và đầu tư trên thế giới đang đảo chiều. Các chuỗi giá trị đang được định hình lại. Thì hợp tác chặt chẽ với VCCI với cộng đồng doanh nghiệp để thúc đẩy các hoạt động xúc tiến, tiếp cận và tham gia trực tiếp vào các cái hoạt động tái cấu trúc các cái chuỗi cung ứng đó thì sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế Việt Nam và cho cộng đồng doanh nghiệp. Chúng ta đang có rất nhiều lợi thế. Chúng ta sẽ phải chuẩn bị một cái tâm thế, chuẩn bị nền tảng về cơ sở hạ tầng, về nguồn nhân lực,
rồi thì về thể chế, nhưng các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, chủ động tiếp cận các tập đoàn đa quốc gia, chủ động tiếp cận các trung tâm kinh tế lớn để tham gia vào cùng với họ tái cấu trúc lại các cái chuỗi giá trị toàn cầu. Hiện nay dịch COVID-19 với diễn biến trên toàn cầu khiến nhu cầu thị trường giảm mạnh. Điều này gây ảnh hưởng lớn tới một nền kinh tế có độ mở lớn hàng đầu thế giới như Việt Nam. Song, dịch bệnh rồi cũng sẽ qua đi. Do vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng thể chế, có ý kiến cho rằng các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương triển khai các giải pháp toàn diện để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh và chuẩn bị sẵn sàng đón nhận các cơ hội sau dịch bệnh. Nhất là việc giúp doanh nghiệp tận dụng các cơ hội từ các hiệp định thương mại thế hệ mới như CPTPP. Việc nhanh chóng tận dụng các cơ hội từ Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới là động lực giúp Việt Nam nâng cao nội lực, đa dạng hóa thị trường, tránh rủi ro từ các biến động của nền kinh tế thế giới. Thực tế cho thấy về mặt kinh tế, thị trường của các nước tham gia CPP có quy mô lớn với GDP cả khối chiếm 13,5% GDP toàn cầu, bao gồm cả Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Điều này cho thấy CPTPP có thể giúp GDP và xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng vượt bậc sau dịch bệnh. Để tận dụng được cơ hội từ CPTPP trong thời gian tới, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, bổ sung sửa đổi các văn bản pháp luật để thực thi CPTPP. Giao các bộ, ngành địa phương kiện toàn, nâng cao năng lực cho bộ phận phụ trách về hội nhập kinh tế nói chung và thực hiện CPTPP nói riêng. Chủ động kết nối và phối hợp với đầu mối thực hiện CPTPP của Bộ Công Thương để nâng cao hiệu quả thực thi. Với cái hiệp định CPTPP có những cái điều kiện và cơ hội mới, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với những cái yêu cầu mới mà có thể nói là gắn từ cái câu chuyện về cải cách cho lẫn đến cả cái hoàn thiện về pháp luật thể chế, lẫn đến cả cái cơ hội để tiếp cận thị trường, khai thác thị trường nó rất là rộng và cũng rất là sâu. Và vì vậy, vai trò của Bộ Công Thương sẽ phải tiếp cận và kết nối chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục xây dựng các cái kế hoạch để nâng cao cái năng lực cạnh tranh theo chuỗi cho các cái nhóm sản phẩm mới của Việt Nam và của doanh nghiệp Việt Nam trong tiếp cận những cái thị trường này. Mà đặc biệt là cái điều này càng có trở nên có ý nghĩa khi mà cái COVID-19 là đã tác động rất mạnh đến các cái chuỗi cung ứng, làm đứt gãy các cái chuỗi cung ứng hiện hành. Và đồng thời là có những cái khó khăn trong tiếp cận thị trường đối với nền kinh tế Việt Nam, đối với các doanh nghiệp và sản phẩm của Việt Nam. Vì vậy thì cái câu chuyện để chúng ta phối hợp thực hiện trong quý còn lại của 2020, những cái nội dung nền tảng này là vô cùng có ý nghĩa. Có thể nói mặc dù đã có những kết quả tích cực bước đầu, song để tận dụng tốt hơn những lợi thế từ Hiệp định CPTPP, rất cần sự vào cuộc và nỗ lực hơn nữa từ chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp để cải cách các thể chế, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần nâng cao trình độ quản trị, tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu, tạo ra thương hiệu riêng để có thể gia tăng xuất khẩu tới các thị trường trong CPTPP.